Đây là năm thứ hai Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội thao võ chiến đấu tay không, các câu lạc bộ võ thuật toàn quân. Các vận động viên lần lượt thi đấu theo vòng loại ở hai nhóm tuổi là 18 đến 27 tuổi và 28 đến 35 tuổi, với nội dung thi phù hợp với lứa tuổi. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thao năm 2023 có số lượng các đoàn và vận động viên dự thi tăng hơn năm trước. Về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, thể lực của các đoàn năm nay có những bước tiến vượt bậc. Trong suốt quá trình thi đấu, các vận động viên đã thể hiện tinh thần, ý chí, quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để có thành tích cao nhất. Để đảm bảo kết quả chính xác, công tâm, hội thao ứng dụng công nghệ mới trong quá trình chấm thi. Kết quả hội thao phản ánh quá trình duy trì huấn luyện võ thuật bền bỉ, lâu dài và công tác chuẩn bị kỹ của các đội tuyển. Tinh thần thượng võ cũng luôn được duy trì và đề cao.